kênh Bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. UAP cảm tử lao xuống căn cứ Mỹ ở Iraq, một máy bay không người lái, UAP chứa thuốc nổ lao xuống sân bay Iraq có lực lượng Mỹ đóng quân, gây ra một vụ hỏa hoạn. Reuters dẫn lời lực lượng an ninh người Kurd ở Bắc Iraq cho hay, vụ tấn công bằng gáp xảy ra vào ngày 6 tháng 7, nhằm vào sân bay Erbil, nơi có căn cứ quân sự của quân đội Mỹ. Tiếng còi báo động kêu vang từ lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thành phố thủ phủ của khu tự trị Zitan thuộc Iraq. Sân bay này sau đó đã tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn. Trong thông báo, Lầu Năm Góc nói rằng họ nắm được các báo cáo về vụ tấn công bằng giáp cảm tử gắn thuốc nổ nhưng các thông tin ban đầu cho thấy vụ việc không gây hư hỏng về cấu trúc của căn cứ hoặc thương vong. Theo phóng viên BBC Nabhi Senava, UAP đã rơi xuống khu vực ngoài sân bay Erbil và gây ra một vụ hỏa hoạn. Trước đó, một số trang tin địa phương nói rằng có ít nhất 3 UAP và 20 rocket dường như đã được sử dụng trong vụ tấn công quy mô lớn. Tuy nhiên, phóng viên Nava dẫn nguồn tin an ninh cho hay, dường như chỉ có một rocket và một UAP trong vụ tấn công ngày 6 tháng 7. Một video do lực lượng chống khủng bố Zitan đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lửa cháy ở sân bay Erbil sau vụ tấn công. Vụ hỏa hoạn sau đó đã được dập tắt. Theo trang tin Zuza, vụ việc ngày 6 tháng 7 xảy ra chỉ một ngày sau khi các cơ sở có hiện diện của người Mỹ ở Iraq liên tục bị tấn công. Rocket đã dội xuống căn cứ Yên An, Asa có lực lượng Mỹ đồn trú, trong khi Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad cũng trở thành mục tiêu tấn công của một UAP. Mỹ thường cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu của Washington, diễn biến khiến tình hình căng thẳng ở Trung Đông thêm leo thang. Đức Hoàng theo Reuters, Daily Mail. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.